Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn Unit 16 của Destination ở B1 các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Rồi các bạn hãy xem cái phần lý thuyết của bài này về đại từ uh, sở hữu ha. Rồi. Đại từ bản thân, đại từ sở hữu vân vân. Ở trên ở trang đầu tiên nha. Rồi, ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn và thầy sẽ giải thích ở trong bài luôn. Vì vậy rằng, các bạn hãy xem cái phần lý thuyết ở trong quyển sách nha. Rồi, rồi bài này à, thì người ta yêu cầu các bạn là phân biệt được là cái từ nào làm chủ ngữ các bạn. Từ nào làm chủ ngữ, từ nào làm tân ngữ ha. Rồi, từ nào làm đại từ sở hữu nha. Rồi, câu số 1 các bạn. Thì hỏi ông Simon nè, à, cái giáo viên khoa học của tôi. Rồi, cái... Uh, rồi cái kính gì đó thì nè và cái gì đó nói rằng nó là chất lỏng các bạn rồi tóm lại cái này đứng đầu tiên thì chúng ta cần một cái từ làm chủ ngữ ha và ở đây thì ai là tôi là phù hợp nhất các bạn rồi tôi hỏi ông uh, Simon là giáo viên học của tôi thì cái kính này thì là được làm bằng cái gì gì và rồi và gì các bạn và ông ấy trả lời ờ đây là hi các bạn rồi hi ha rồi ông ấy trả lời rằng nó thì bằng chất lỏng thì đây là vật rồi các bạn đây ít nha rồi là vật thì các bạn chọn từ ít nha rồi chúng ta điền ba từ ai nè hi ít bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn à, xin chào dana à, bạn vẫn còn à, sẽ đi mua sắm với chúng tôi vào ngày mai phải không rồi bạn vẫn đi mua sắm với chúng tôi vào ngày mai phải không? rồi bạn thấy từ a ha thì chỉ có thể là từ du nè, từ quy từ đây. rồi bởi vì động từ chúng ta số nhiều. rồi theo nghĩa ha các bạn chọn thầy từ du. rồi bây giờ các bạn sẽ qua phần câu số 3 nha. là mẹ của tôi học lịch sử ở ở đại học và à, bà ấy nói nè, nó là một cái môn à, thú vị các bạn. rồi bà ấy nói nó là một môn thú vị nha. Rồi, chỗ đây. Rồi, các bạn sẽ dùng từ bà ấy là si nha. Rồi, si này các bạn. Rồi, chỗ đây có dấu chấm nên các bạn viết hoa chữ này nha. Rồi, bà ấy nói môn lịch sử thì các bạn thay bằng cái từ à uh, x nha. Số so, x các bạn. Nó là một cái khóa học thú vị. Rồi câu số 4, những nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để mà tìm kiếm các phương thuốc chữa bệnh các bạn cho rất nhiều căn bệnh nhưng Rồi, những nhà khoa học là số nhiều. Chỗ này các bạn dùng từ đây cho họ cho thầy nha. Rồi, ở đây là họ các bạn. Họ chưa tìm được một cái phương thuốc chữa bệnh nào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5 nha. Thì Adam nè. À, Adam bạn có nghĩ ra chúng tôi chúng ta sẽ mang một vài thức ăn với chúng tôi tới buổi tiệc không? Rồi, chỗ này hỏi là bạn ha. Rồi bạn thay chữ du. Rồi, chỗ này là quy các bạn. Chúng tôi bởi vì căn cứ vào nghĩa nha. Rồi bài này khá là đơn giản bởi vì người ta chỉ yêu cầu chúng ta biết được chữ nào làm chủ ngữ, chữ nào làm đại từ sở hữu các bạn. Rồi, ba. Rồi, ba. Bạn có biết rồi ba các bạn ba chính là bố có biết thì bố chính là du các bạn Rồi, à, liệu nè liệu họ có bán máy máy tính ở thị trường không rồi từ đây các bạn đây chính là đây nha liệu họ có bán máy tính ở cái chợ đó không rồi chợ đó không rồi tóm lại chúng ta chỉ điền những cái từ vô thôi các bạn rồi chúng ta phân biệt được số ít hay số nhiều à, cái nào là vật cái nào là người nha vật là ít cho các bạn rồi bây giờ các bạn sẽ qua phần b đây phần b các bạn phần b này các bạn sẽ điền uh, những cái đây đại từ làm tân ngữ các bạn vào cái vị trí này chúng ta sẽ uh, xem nó thay thế cho cái gì nha rồi bây giờ câu số 1 các bạn bạn có đưa quyển sách đó uh, bạn có trả lại quyển sách đó cho alicia không rồi thì quyển sách đó là số ít là vật nha thì bạn sẽ thay thế cái quyển sách đó bằng từ x nha. Rồi, chọn từ x các bạn nha. Rồi, bây giờ câu số 2, tôi nói với Bill rằng à, bạn đừng có ăn thịt. Rồi, tôi nói với Bill rằng bạn đừng có ăn thịt. Thì Bill chính là anh ấy các bạn là him. Đây chính là object nha, những cái tử mà các bạn đang làm này chính là object nha. Rồi, thầy thấy Thùy Dương nè. Rồi, Thùy Dương rồi, Mã Nhi thì Dương nè, thì Dương. Rồi, miễn trang. À, các bạn làm rất là chuẩn nha. Rồi, câu số 3 các bạn, tại sao cô ấy luôn luôn đưa cho lớp học của chúng tôi nhiều bài kiểm tra hơn những lớp khác? Rồi, ở đây là lớp học của chúng tôi các bạn, nhiều bài kiểm tra hơn những lớp khác. Thì chữ này các bạn sẽ thay bằng từ S ha, có nghĩa rằng à, chúng tôi các bạn, lớp học của chúng tôi chính là tôi nha. Rồi, À, đưa có nghĩa rằng đưa cái bài kiểm tra cho lớp của tôi rồi có nghĩa rằng à, tạo ra nhiều bài kiểm tra cho lớp làm ha rồi có kiểm tra liên tục các bạn rồi họ trả cho cái người này các bạn rất nhiều tiền nè để đóng trong bộ phim này thì ở đây câu số 4 bạn thấy là cái người này thì chúng ta không biết được nam hay nữ ha rồi ở trên từ him các bạn xài rồi thì ở đây các bạn dùng từ hơi cho thầy rồi, đây chính là cô ấy các bạn. Rồi, trả cho cô ấy nha. Rất nhiều tiền để cho một bộ phim. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5 nha. Thì tôi chưa gặp Rick và Andy lâu lắm rồi. Hai người các bạn. Rồi, hai người các bạn dùng từ đâm cho thầy. Rồi, họ các bạn. Rồi, hai chữ này các bạn thay bằng từ đâm. trên đây. Rồi, bạn có uh, mời uh, tới ông và bà Clark không nè. Rồi, hai người. Các bạn cũng dùng từ đâm cho thầy Rồi bây giờ các bạn qua câu số 7 nha Một cái kênh TV nè Đã mời gia đình của tôi Để mà tham gia cái game show Rồi gia đình của chúng tôi Các bạn thay bằng từ us nha Rồi là chúng tôi các bạn Rồi my family Chính là nhiều thành viên Chính là us các bạn Rồi chúng ta đã xong câu B à, Bây giờ chúng ta sẽ à, Qua phần C nha Phần C chính là phần viết câu rồi thầy thấy thì dương nè đúng nè trang đúng nè thì dương rồi trang thì dương năm nay thầy biết là tà... cái lớp của mình khó thì dương nha rồi sẽ năm chiến đấu với thầy tiếp rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần c các bạn là phần viết à, câu nha đây là phần viết câu không đổi nghĩa nè đây phần viết câu không đổi nghĩa đây là nơi mà chúng tôi sống rồi các bạn. Rồi đây là nơi mà chúng tôi sống. Thì ở đây người ta cho căn nhà các bạn. Rồi đây là nơi chúng tôi sống. Thì đây là căn nhà của chúng tôi. Có nghĩa rằng các bạn sẽ dùng đại từ sở hữu nha. À, our house. Các bạn có từ quy nè là chủ ngữ nè. Us là tân ngữ nè. Còn cái này our là đại từ à, sở hữu các bạn. Rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số hai. Ờ, cái ví đó thuộc về tôi rồi có nghĩa rằng người ta hỏi chúng ta các bạn chữ mi nè bạn sẽ biến thành của tôi là chữ gì rồi rồi các bạn viết lại đó là that is my wallet mi chính là my ha rồi thì những cái đôi giày này thuộc về bạn phải không rồi những cái đôi giày này thuộc về bạn phải không thì có nghĩa rằng à, đây là những cái đôi giày của bạn phải không ados rồi do shoes đây nhớ dấu hỏi với thầy nha. Rồi ados rồi do shoes đây dù chính là do ha. Tí nữa chúng ta sẽ học cái từ do có s nha các bạn. Rồi các bạn qua câu số 4 nha. Thì chiếc xe đó không thuộc về họ các bạn. Rồi thì đó không phải là xe của họ ha. That's not their các bạn. Car. Rồi, một chiếc thôi, không thêm hết Rồi, đây là nơi mà cô ấy ngủ các bạn Có nghĩa rằng đây là cái giường của cô ấy à, She chính là her This is her nè à, Bé các bạn Rồi Rồi, câu số 6 các bạn Đó không phải là cái mà anh ta làm Rồi, đó không phải là cái mà anh ta làm Có nghĩa rằng đó không phải là công việc của anh ta That is isn't Hoặc is not cũng được các bạn His job rồi chó một cái nha rồi bạn có thấy cái uh, blanket là cái mền ha của con chó không rồi có nghĩa rằng where is blanket rồi cái mền của nó ở đâu thì chúng ta hiểu cái mền của nó cái mền uh, của nó chính là con chó đó các bạn rồi where is blanket dấu hỏi các bạn nha rồi chúng ta đã xong cái phần Uh, viết câu không đổi nghĩa ha Sử dụng các từ uh, Đại từ sở hữu các bạn Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo Rồi đó là phần uh, Sửa đổi sai các bạn Rồi nếu thì đúng á Chúng ta gặp cái phần này rất là nhiều nha Rồi nếu như nó đúng á thì bạn uh, Stick còn nếu nó sai Thì bạn sửa lại cho nó đúng nha Rồi Rồi thầy thấy Thùy Dương nè Đúng nè Nguyễn Trang thì Dương nè, Úc hình nha. Rồi, Thì Dương, Thì Dương nè. À, chưa đăng ơi. Thầy mới thông báo trên base đó em. Chưa đâu. Tuần sau nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần D. D các bạn. Rồi, phần D. Nếu câu thì đúng thì các bạn stick, còn sai thì các bạn sửa lại nha. Rồi, nếu có một cái từ nào đó, à, dư các bạn, rồi viết cái từ đó ra Thì đây có phải là sữa của tôi không Hoặc là hay là sữa của bạn Rồi milk uh, shake, Là sữa đóng hộp sữa đặc các bạn Rồi sữa mà dạng lỏng ha Rồi ở đây bạn thấy cái từ do có s này các bạn Rồi lưu ý cho thầy nha Đây chính là cái cột mà chúng ta gọi là đại từ uh, uh, Xác định ha Của bạn nè Rồi của bạn nha các bạn Thì các bạn sẽ bỏ chữ D cho thầy Rồi bỏ đi bởi vì có chữ S đây nè, có chữ S này chính là chữ này nó viết tắt nha. Lưu ý cho thầy. Rồi. Hãy nhìn cái nơi mà con chó đã đặt cái cục xương của nó các bạn. Rồi. Cái cục xương của nó. Thì câu này đúng các bạn nha. Rồi. Câu này đúng các bạn. Cục xương của nó. À. Rồi. Câu này đúng thì bạn viết chữ V cho thầy. Rồi. Ở đây là x -bone. Rồi. Uh, câu số 3 các bạn Tôi không có một cái camera với tôi Bởi vì tôi đã cho mượn cái của tôi Rồi đây chính là my camera các bạn My camera Rồi my camera Thì chỗ này Rồi câu này đúng luôn các bạn Không sai nha Rồi Câu số 4 các bạn Thì cái đầu đọc DVD của bạn thì chỉ như là uh, Cái của họ nè Rồi Chữ D, chữ đen sẽ các bạn uh, Cái của họ thì chỗ này không có Y nữa nha chữ y này vô duyên nha rồi các bạn bỏ chữ y đi nè chữ y này không đúng nè rồi các bạn viết chữ y này ra nè rồi viết chữ y ra các bạn nó vô duyên bởi vì des chính là des dvd player các bạn không có chữ y nữa nha rồi câu số 5 nó có phải là quyết định của bạn hay là quyết định của cô ấy ở đây có chữ s à? her hers có s ha thì chữ này không có nha rồi, các bạn bỏ cái từ decision này đi. Hoặc các bạn viết bên đây cho thầy nha. Rồi. Câu số 6 các bạn. Rồi, câu số 6 nha. Thì bạn có thể mượn cái laptop của tôi. Nhưng tại sao bạn không sử dụng cái laptop của bạn? Rồi, bỏ cái từ laptop này đi. Bởi vì cái từ yours này, này các bạn. Bởi vì cái từ yours này nè. Nó có S nha. Rồi, lưu ý cho thầy. Yours mà có S có nghĩa rằng do laptop mà nếu đã có S rồi thì bỏ laptop vào đi chữ laptop được hiểu nha rồi tôi nghĩ rằng những cái này là những cái đĩa CD của bạn và những cái này là những cái đĩa CD của chúng tôi rồi ở đây hour sẽ đúng rồi nha rồi câu này đúng rồi các bạn rồi à, câu số 8 nha đây là quyển sách của cô ấy à, đây là những quyển sách của bạn rồi và đây là những quyển sách của tôi đây chữ mai mà còn chữ books này nữa là nó dư rồi như thầy đã nói câu số 1 rồi ha. Rồi. Chữ này dư là chữ book. Books. Rồi các bạn viết chữ book đây. Rồi câu số 9 các bạn. Thì cái video đó thuộc về Caron và đâu nè. Ít nhất tôi nghĩ nó là cái video của họ. Đây. Chữ there có S các bạn. Chính là there vi... video. Thì chỗ này các bạn sẽ bỏ thầy chữ video đi. Rồi. Rồi chúng ta xong rồi các bạn. Rồi, chúng ta xong rồi nha. À, bây giờ chúng ta sẽ qua phần E. Chúng ta sẽ qua phần E. Rồi, thầy thấy Úc Hình nè. Bạn Trang nè. Rồi, Úc Hình, Trang. Thì Dương nè. Rồi, Thì Dương ha. Rồi, và rất nhiều bạn đang theo dõi thầy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần E các bạn. Thì mỗi cái từ trong in đậm nè thì sai câu viết lại cho đúng rồi có nghĩa rằng nó chữ hơi self này các bạn nó có thể nằm ở đâu đó dưới đây nè chứ nó không nằm trên đây rồi tóm lại là sai vị trí các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn rồi giờ chúng ta sẽ làm nha rồi câu số 1 các bạn xem là nó sẽ là chữ gì rồi đó tuyệt vời cây thi bạn có làm cái đó rồi bạn có làm cái đó Bản thân cô ấy nè. Rồi sai rồi. Ở đây là bạn ha. Các bạn sửa thầy. Cho thầy thành cái từ yourself. Lưu ý với thầy. Đây một người nha. Là bạn dùng chữ yourself này. Nếu nhiều người. Thì bạn sẽ dùng như thế này nha. Rồi ở đây một người các bạn. Yourself. Bạn có làm nó một mình không? Thì đó các bạn. Hit myself. In the eye nè. By mistake. Là tình cờ thôi. Với cái. Uh, toothbrush ha. Rồi các bạn chọn đánh răng. Có nghĩa rằng là. Uh, Uh, va phải các bạn, rồi va phải him xeo ha, rồi him xeo các bạn, có nghĩa rằng uh, va phải uh, trong mắt của anh ta, rồi chính vào mắt của anh ta ha, tự va phải ở mắt của anh ta, ý là vậy các bạn. Rồi những con mèo có thể chăm sóc bản thân của chúng phải không? Đây là nhiều con mèo các bạn, nhiều con mèo các bạn sẽ dùng từ đâm xeo nha, đây nhiều con mèo đâm xeo là bản thân chúng. Tôi hy vọng rằng À, bạn nè on đây các bạn đây on nè đây on là nhiều người nha rồi nhiều người à, tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đều thích đi nghỉ các bạn rồi ở đây là tất cả các bạn chính là Yourself đây yourself rồi thì mét vô đây nhiều người các bạn nha đây nè đây à, à, một người đây nhiều người rồi câu số 5 cha không giúp tôi tôi làm nó một mình các bạn rồi câu số 5 nghĩa là một mình đó là myself rồi câu số 6 ha chúng tôi sơn cái căn phòng à, bản thân của bạn sai rồi rồi phải là của chúng tôi các bạn ourself lưu ý thầy là có s nha bởi vì nhiều người chúng tôi không trả cho bất cứ ai để làm điều này đây nhiều người nha rồi câu số 7 các bạn cái nhà bếp này thì không sắp sửa để mà clean à, bản thân của nó phải không? Có nghĩa rằng không có tự làm sạch các bạn. Rồi ở đây các bạn dùng từ itself. Rồi itself không có tự làm sạch nha. Wendy quyết định rằng cô ấy sẽ mua cho cô ấy các bạn. Rồi herself mua cho cô ấy một cái dress, một cái đầm mới. Rồi trong cái chỗ bán hàng. Rồi herself. Rồi chúng ta đã xong phần E các bạn. Bài này người ta uh, kiểm tra chúng ta về những cái từ đại từ phản thân nha. Rồi, và đại từ sở hữu, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài phần cuối cùng các bạn, đó là các bạn sẽ điền một cái từ phù hợp ở đây. Rồi, các bạn sẽ điền một cái từ phù hợp ở đây. Rồi, đây là cái sự phát minh này các bạn. Đây là cái sự phát minh nha. Rồi, đây là sự phát minh. Thì nếu như bạn phát minh ra một điều gì đó quan trọng nè. Rồi. Câu số 1. Bạn muốn để kiếm rất nhiều tiền. Ở đây là du các bạn. tầm chủ ngữ nha. Muốn kiếm rất nhiều tiền. Out of. Rồi. ao of. Cái phát minh các bạn. Thì ở đây là một cái phát minh. Rồi. Bạn sẽ sử dụng cho thầy là ít nha. Rồi. Sẽ kiếm rất nhiều tiền từ nó các bạn. Rồi. Hầu hết chúng ta muốn để mà kiếm tiền từ phát minh. Rồi, từ phát minh của chúng ta các bạn, con số 3. Rồi, từ cái phát minh của chúng ta. Thì ở đây bạn sẽ sử dụng cho thầy là our các bạn là của chúng ta. Rồi. Nó thì dường như khá là phe các bạn, công bằng. Rồi, chúng ta làm công việc và tiền nên là của chúng ta. Chỗ này có nghĩa rằng our money các bạn. Our money mà các bạn không cần viết chữ money, các bạn sẽ có chữ s cho thầy nha rồi có chữ s chính là our money á thì nhiều nhà phát minh các bạn cái người mà đã có nè rồi ở đây nhiều nhà phát minh nên là phát minh của họ các bạn nha rồi nhiều người được sản xuất ra đã trở nên giàu có và nổi tiếng và chúng ta sẽ không đổ lỗi cho họ về điều đó nha ở đây là object các bạn chỗ này sẽ là chủ ngữ là các bạn dùng từ đâm nha rồi nhưng mà bạn có nghe về Tim Bennerly chưa? Rồi câu số 7 các bạn. Ở đây là chủ ngữ nè. À, nhưng mà bạn nha. Rồi đây là bạn có nghe về à, cái người này chưa? Rồi. Thì đây cái người này chắc chắn là chúng ta đoán được là à, ông ấy ha. Rồi bởi vì phía dưới các bạn nó có từ hi. Rồi ở đây là hi các bạn. Anh ấy đã phát minh ra à, trang web nè. Www web đây trên internet một trong những cái phát minh vĩ đại nhất quan trọng nhất của trong 50 năm qua các bạn rồi hàng triệu cuộc sống nha hàng triệu cuộc đời rồi đã thay đổi bởi cái sự ra đời của nó các bạn rồi ở đây là x các bạn của nó là của trang web rồi introduction không phải sự giới thiệu nha mà là sự ra đời rồi thì khi mà tim berners lee các bạn phát minh ra trang web anh ấy đã có một cái lời hứa nè à, với chúng ta rồi câu số 10 có một lời hứa à, với à, bản thân của anh ấy các bạn rồi him sao đi rồi có một cái lời hứa với bản thân của anh ấy rằng anh ấy sẽ không có à, lấy bất cứ tiền từ cái phát minh này và rằng anh ấy đã đưa rồi, đã cho các bạn, đã cho cái xác minh của anh ấy nè, là hit nha. Rồi, cho thế giới. Rồi, anh ấy đã làm và bây giờ trang web thuộc về tất cả chúng ta. Rồi, ở đây là on of us các bạn nha. Rồi, thuộc về tất cả chúng ta. Rồi, câu số 13 các bạn, hãy hỏi bản thân của bạn. Rồi, có nghĩa rằng hãy tự hỏi các bạn, ask yourself. Rồi, à, cái cuộc sống như thế nào nếu như mà không trang web không có miễn phí các bạn và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta biết ơn ông Tim Berners, Lee và Thang. Rồi, cảm ơn ông ấy nha. Rồi, him các bạn. Bởi vì nó làm object. Vì cái món quà tuyệt vời của anh ấy ha. Lời của anh ấy là his nè. Đối với thế giới các bạn. Rồi, chúng ta đã xong unit số 16 nha. Rồi, chúng ta đã xong unit số 16. À, bây giờ thầy sẽ qua unit số 17 nha Rồi thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi có rất nhiều bạn đang à